Em à, Giáng sinh năm nay anh sẽ dẫn em đi chơi và đi đến những nơi tuyệt vời nhất của năm Giáng sinh em nhé. Và anh hứa anh sẽ mua cho em 2 cái kẹo bông gòn để em ăn nhé. Đôi năm nay em biết rằng là sẽ không có anh hình bóng, mà trong tim em giờ đây đã là quá lạnh. Một cảm giác lạnh, một cảm giác nóng, một cảm giác xót xa. Nỗi nhớ về anh em chỉ dám khắc sâu vào lời ca. Từ ngày qua em dần vặn, em đã thật sự ghét bản thân mình. Bây giờ đây anh mãi là người vô hình trong cuộc đời em. Hàng đêm sẽ không còn ai ngồi ấm sau cùng với em, và cũng chẳng còn ai cho em đôi bàn tay mỗi khi em thấy lầy. Em tự sự ấm cho em bằng một chiếc áo mỏng manh, nhưng rồi từng luồng gió thổi qua cũng làm lòng em tê lạnh. Nếu ngày hôm đó em và anh không gặp nhau thì chắc gì bây giờ em lại phải đau. Anh đã từng nói với em chúng ta mãi mãi và không bao giờ tách rời nhau. Bây giờ đây thì chỉ còn em với em ngồi nhìn tuyết rơi mà nguyện cầu, cầu cho anh ở nơi đó một thế giới lạnh lẽo nhưng lại không có tuyết rơi. Anh ơi, em xin đến rồi kìa, đang ở đâu? Em muốn ăn kẹo bông gòn với anh mua cho. Anh đã từng hứa sẽ dắt em đi cả thành phố vào đêm Giáng sinh, nhưng giờ sao chỉ có một mình em ngồi đây với anh? Một giọng nói, một giọng hát, một tiếng cười, một câu chuyện của anh giờ đây chỉ còn là ký ức, một kỷ niệm, một hình dáng, một đôi mắt, một cái nhìn em bây giờ chỉ còn là thổn thức. Em bước đi một mình trong đêm tối, nhìn lại sau lưng không có hình dáng cũ anh làm lòng em thêm giá băng. Em quay đi nhìn về phía xa mà lòng em chết lặng. Đêm nay em nằm mơ thấy anh quay trở về, ngồi tỉnh dậy và mong đó sẽ chẳng phải là một cơn mê. Em chạy tới ôm chặt anh vào lòng và bỗng chốc anh hóa thành hư không. Là em mơ chứ anh đâu có về đâu, chắc tại em đã quá chìm vào giấc ngủ sâu. Nên em thấy anh trở về, về bên em. Đã chết còn đến hồn anh hòa vào hư không. Anh dừng hai thế giới làm sao thấy được mà sống mong. Không phải là ai không muốn gặp em một lần cuối, cố vừa trong mơ để tặng cái kẹo bông gòn cho em một lần cuối. Nhưng mà phong linh anh ngày một ngày càng yếu đi, hiện không gặp em chỉ làm em sợ và ngất đi. Vẫn còn tiếc chi, anh vẫn còn tiếc chi khi thấy nước mắt em rơi trên đầu. Tuy vẫn một người đi lâu kể thấy xót xa, tuy là con ma nhưng anh cũng không thể nào mà thoát ra. Tình cảm hai chúng ta quá nhiều và thiết tha, linh hồn anh tan vỡ hóa thành vì sao đêm. Chỉ mong được nhìn thấy em mỗi lúc em ngủ em, và chỉ mong như vậy thôi, không cần gì nữa thêm. Hằng đêm được ngồi thấy em, được mơ thấy em hạnh phúc trong giấc ngủ đêm.